Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào. Đã mấy năm nay cây phượng hồng thêm phần già nua, không biết lúc này có gì đổi thay. Thời gian có làm nếp nhăn thêm đầy. Mùa hạ đến với nắng chói chang xuyên qua bầu trời để có chút bồi hồi. Nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ. Hồn nhiên quá đi để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại bài hồng xưa đã xa. Luôn trông nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em lớn thêm. Em mang ơn thầy cô vì điều ấy đây. Và ngày chia tay có ai ghi trên lưng áo nhau bao nhiêu lời chưa nói ra. Mai bôn ba có khi chẳng còn thấy nhau. Vẫn nhớ hôm nào bỡ ngỡ ngày mới vừa vào trường, chưa thấy ai quen. Ánh mắt lạ lẫm mình nhìn nhau, không hề lúc nào lớp mình giống như là một mái nhà để ta sum vầy. Dòng thời gian bao năm trôi nhanh ai mà giữ. Thank you.
nào rời trường mong thế mong mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lâu, một người kia giờ đây vẫn âm thầm. Có một người đang yên nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thế mà mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Kể cho thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò mười năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rồi trường quên trong giây trăng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường mặc thế mang mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Có một người mọi hôm nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thân tha. Có nụ cười mọi hôm nghe não mềm, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, châu lo ngày mai quá bao. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mang thêm mau mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Kể cho thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò mười năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trong giây trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thế mau mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu khóa 1997-2000.
trong giờ phút đặc biệt này, chúng ta không quên chia sẻ niềm vui với tất cả bạn bè đang sinh sống trên mọi miền tổ quốc, cũng như các bạn đang định cư ở nước ngoài, những người vì nhiều cảnh xa xôi hoặc vì nhiều lý do khách quan khác nhau đã không về tham dự ngày vui này. Chúng ta tin chắc rằng giờ phút này dù ở đâu, các bạn cũng đang hướng tấm lòng về quê hương quê hiếu, nơi có mái trường giữa yêu dấu, để cùng chúng ta cảm nhận và tôn vinh tình cảm thầy trò tình bằng hữu. Trong niềm hân hoan ngày hội ngủ, chúng ta xin tưởng nhớ sâu sắc đến các thầy giáo đã mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng. Chúng ta nồng nhiệt chào đón hơn 140 bạn bè cùng gia đình từ học sinh khóa 1997-2000. Đặc biệt xin trân trọng chào đón những người bạn đang làm việc, sinh sống xa quê với tinh thần trách nhiệm của một thành viên khóa 1997-2000 đã cùng vượt những chặng đường hàng ngàn cây số về tham dự ngày vui trọng đại này. Kính thưa thầy cô, thưa các bạn thân mến, hơn 20 năm trước đây chúng ta đã là những cậu bé, cô bé chừng 17-18 tuổi từ các xã Tây Hiếu, Nghĩa Quang, Nghĩa An, Nghĩa Thánh, Nghĩa Đức, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, vân vân, với tâm trạng phấn khởi háo hức vừa sẽ lẫn bực ngỡ lo âu bước vào cổng trường trung học phổ thông Tây Hiếu này, để rồi được các thầy giáo cô giáo trang bị những kiến thức như một hành tháng bước vào đời. Trong thời gian thẩm thoát coi đưa, có những bạn vì nhiều lý do khách quan khác nhau đã không thể về cùng chúng ta đến hệ phổ thông trung học. Những người ở lại có một số bạn bè khác kể tóc xe duyên năm năm nên nghỉ vợ chồng, để rồi hôm nay chúng ta lại gặp nhau sau 300 mét cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa thân ái. Chúng em xin được tri ân các thầy cô giáo, dẫu lắm hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về vật chất, những thầy cô đã vượt qua tất cả, ngoài việc đem hết nhiệt huyết truyền thụ cho chúng em đầy đủ kiến thức theo chương trình, mà còn thể thêm cho chúng em sức mạnh về ý chí, nghị lực, về tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng em về bài học tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa. Chúng ta nhớ lại những người bạn với những con đường đến trường xa xôi đầy lồi, hàng ngày đi bộ vượt hàng chục cây số để tới trường, bất kể mưa gió rét bùn đầy, chính điều này đã gửi cho chúng ta những tấm gương chịu thương chịu khó. Thưa thầy cô, thưa các bạn, tất cả những bài học về tổ hy sinh, về sự quan tâm chia sẻ, bài học về tấm lòng bao dung, về tấm lòng nhân ái, bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa đã vun đúc lên một tinh thần khóa 1997-2000 trường trung học phổ thông Tây Hiếu, một tình bạn chất thủy sâu sắc, tình đoàn kết thương thân thương ái trong nhiều năm qua và mãi mãi về sau. Đặc biệt ban liên lạc lâm thời cựu học sinh khóa 1997-2000 đã cố gắng phát huy vai trò cầu nối của mình cùng với sự động viên về tinh thần, ủng hộ nhiệt tình về vật chất của các bạn với cuộc gặp gỡ của khóa 1997-2000 của chúng ta sẽ không còn dừng lại ở những cuộc gặp gỡ, những buổi liên hoan thân mật. Chúng ta đang và sẽ làm nhiều công việc có ý nghĩa to lớn hơn nữa, để một số bạn vì nhiều lý do khách quan thể gì mà hôm nay trước kịp về gặp đông đủ thăm ngày vui trọng đại này, sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện xung họp cùng của chúng ta trong thời gian gần nhất. Chúng ta bày tỏ lòng cảm ơn biết đến các bạn vượt đã đem nhiệt huyết của bản thân để làm đến cuộc họp xung quanh này. Chúng ta tổ chức những hoạt động thăm hỏi hiếu ý đối với tất cả các gia đình thuộc khóa 1997-2000, các thành viên tìm bạn bè khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ đồng viên nhau vượt lên trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, thưa bạn, 20 năm là một chặng đường vì chưa phải là dài, xong không còn ngắn nữa. Thời gian chúng ta trở thành những bậc trung niên độ tuổi 40 đã chứng kiến mỗi người một nơi, có những bạn định cư ở nước ngoài, trong Nam ngoài Bắc, có những bạn may mắn được cuộc sống, được sinh sống làm việc tại quê nhà, với ý chí vươn lên, sự cố gắng phấn đấu của bản thân,
Còn với yếu tố về thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta vui mừng vì có dân bản đã có học vì có chức vụ năng lực cơ quan chính quyền đoàn thể. Xin chúc các bạn tiếp tục phát huy và cống hiến hơn nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội, có những bạn phải đối mặt với những bao khó khăn hàng ngày. Nhưng dù có đường nào, dù hoàn cảnh nào, chúng ta luôn tắt lên ngọn lửa hy vọng. Xin chúc cho các bạn ngày mới thêm đàn tròi, thêm được vững vàng trong cuộc sống. Đều có tâm nguyện rằng qua là sự đặc biệt về mặt xã hội địa lý xong, sẽ không bao giờ cách biệt các tình nghiệp bạn bè của chúng ta. Sự có mặt đông đủ của các bạn khóa 1997-2000 cùng gia đình hôm nay một lần nữa minh chứng cho tình bạn bền vững cựu học sinh trường trung học phổ thông Lê Hiếu của chúng ta. Với tinh thần khóa 1997-2000 trường trung học phổ thông Lê Hiếu, chúng ta trình trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ họp mặt kỷ niệm 20 năm cựu học sinh trường trung học phổ thông Lê Hiếu. Chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt. Chúc cuộc gặp gỡ chúng ta thành công tốt đẹp ngoài mong đợi. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự buổi lễ họp mặt kỷ niệm 20 năm cựu học sinh trường trung học phổ thông Lê Hiếu và 1997-2000, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các thầy cô là lãnh đạo giáo viên đã và đang công tác tại trường trung học phổ thông Lê Hiếu. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Lâm Thị Quyết là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tây Hiếu. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Hải Nguyên là phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tây Hiếu, nguyên là trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Đài Loan. Em xin giới thiệu thầy Thành Nguyên là phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tây Hiếu. Cùng các thầy cô giáo có gồm cô Châu, cô Hải, thầy Trá, cô Hỷ, thầy Hứng, thầy Tâm, cô Thu, thầy Vinh, cô Tin, thầy Diệp, thầy Dương, cô Huyền và thầy Trương. Với sự hiện diện đặc biệt, với sự hiện diện của ban giám hiệu nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Phan Văn Nguyên, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tây Hiếu. Các ban giám hiệu có thầy Nguyễn Đình Trung, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tây Hiếu và cô Nguyễn Thị Minh Hạnh, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tây Hiếu. Một lần nữa xin cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các thầy cô và các bạn đã có mặt đông đủ trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Tình yêu đi theo anh về tay mãi, anh cứ mơ hoài. Điều gì sao là em? Hôm nay có không khí vui tươi phấn khởi, thắm đường tình bạn bè, tình cảm thầy trò được sự lưu ý của ban giám hiệu nhà trường, của giáo trung học Tây Hiếu và tâm tư nguyện vọng của đông đảo và trong khóa học. Chúng ta đã trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Qua buổi gặp mặt này, chúng ta đã lại một quãng thời gian học tập rèn luyện của nhà trường và những chặng đường phấn đấu sau 20 năm rời xa nhà trường thân yêu. Đấy cũng là gì? Chúng ta tỏ lòng biết ơn tri ân các thầy cô đã đến học dạy dỗ, dìu dắt chúng ta lên người và thắp lại nhà trường yêu mến, nơi có thể bao nhiêu kỷ niệm vừa thời khắc sắc đến trường, dù cho năm tháng đi qua về đời bao sự thay đổi. Kính thưa các thầy, các cô, thưa tất cả các bạn, dù ai đó là quý, thầy cô như là những người chèo đò, còn chúng em là những khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò những biệt mài sẽ đôi bờ, đỡ bão thể hề, đi ngang dòng sông kích thức. Và hôm nay, thật vui vì có những khách qua sông đã quay trở về từ nào xưa, bên cạnh những người chèo đò lặng lẽ. Nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc đã mặc của thầy, chúng em cảm nhận được sự sâu sắc, sự lớn lên của mình giữa cuộc đời bận rộn đầy hóa con. Mỗi khi nghĩ về thầy, các bạn, về khoảng thời gian được học dưới mái trường này, lòng chúng em như ấm lòng.
tự nhủ rằng mình cần phải sống sao cho xứng đáng. Chúng em những học sinh có học chỉ vậy, hãy nhìn xin được chân thành cảm ơn tri ân các thầy các cô, xin kính chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Xin trân trọng gửi tặng các thầy các cô những bó hoa cây thảo và một món quà nhỏ thể hiện tình cảm thắm thiết sự tri ân và lòng biết ơn của chúng em đối với các thầy các cô. Kính thưa các thầy các cô, thưa tất cả các bạn, tuổi học trò ngày hai năm kiến thức nghĩa thầy trò tình bạn bè để báo những kỷ niệm buồn vui xong chính dưới những mái trường này, mái trường để lý về bề dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng phát triển và nâng cao được mơ cho chúng em, đã cho chúng em những hành trang quan trọng để bước vào đời. Hôm nay chúng em trở về đây thăm lại trường cũ, mái trường những giờ hoặc kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò 20 năm đã qua. Nhưng bây giờ trong trường đã khác xa hơn xưa rất nhiều, đã có những điều đổi thay không ngăn cản được nỗi lòng ký ức tràn về. Từng gốc cây, từng gốc sân, nhìn vào đâu thì thầy chỉ điểm, nhìn lên bảng thầy có đánh giá các thầy các cô đang giảng bài, nhìn xuống thì các bạn chỗ thì lắng nghe, chỗ thì bị ngược. Dù sống và làm việc ở đâu, chúng em cần luôn nhớ và dõi theo tình hình phát triển của trường. Chúng em xin được gửi tặng đến nhà trường món quà nhỏ nhỏ thể hiện sự nhớ nhung và quyến luyến của chúng em về mái trường thân yêu. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn, lời dạy của cha ta là lời được công phủ mờ theo lời thủy của thời gian, cũng như hình ảnh của thầy giáo nhìn trì trong lòng chúng ta luôn là sự hài lòng. Thời gian trôi qua đã 20 năm, chúng ta đã xa ngoài trường, xa phòng ghế, xa bằng nghìn tiếng ve, cũng gần là thời gian xa rồi những tầm trắng bản đen với dàn thầy trên một giảng truyền đạt cho chúng ta có kiến thức quý báu về văn lẫn nghĩa. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, chẳng thể bao giờ thời gian đó mang tất cả những kỷ niệm đẹp đi xa và làm thay đổi mọi thứ. Nhớ về ngày đầu được vào cấp 3, còn ngày hùng em thẹn các sách đến trường với bao nhiêu bạn mới, nhiều vui mới, tuổi học trò về thiên nghịch và đáng yêu. Cứ đi học thì lại muốn học mau cho ra trường, ra trường rồi thì lại muốn được quay trở lại học nữa. Ai cũng có những suy nghĩ như thế, ôi một thể các khách đến trường truyền lấy nhau những quyền lưu bước học trò để báo dòng tâm tư tình cảm yêu thương hơn rồi của học trò. Kính thưa các thầy các cô, thưa các bạn, sau nhiều năm xa cách đến hôm nay gặp lại, nhiều bạn chúng ta có thể nói là thành công trong cuộc sống, ở trong sự nghiệp lãnh đạo của các cơ quan, là chủ các doanh nghiệp, nhiều bạn khác là những công chức nhà nước, mẫn cảm là những bác sĩ, kỹ sư, công an, bộ đội, giáo viên, có nhiều công việc cho xã hội, có những bạn sống tại quê hương chăm chỉ làm ăn trở thành những người làm ăn giỏi, tham gia cả công tác tại địa phương, gánh vác những trọng trách góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Một điều rất phấn khởi sau khi ra trường, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí nào, các xã hội, chúng ta đều cố gắng trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, những người bố, người mẹ, mẫu mực trong gia đình. Vì lẽ đó, cuộc gặp mặt chúng ta hôm nay thật sự là một ngày hội với không khí nồng hậu, ấm áp, nghĩa tình thầy trò. Vì nghĩa tình xưa cũ ấy, chúng ta cần hiểu tình bạn người trên ghế nhà trường trải qua phải bao nhiêu năm tháng thăng trầm, dù trên lĩnh vực nào và trong thực tế cuộc sống như thế nào, thì trên ghế nhà trường chúng ta đều có những tình cảm trong sáng bền vững so với mọi tình cảm khác trong cuộc đời. Cuộc gặp mặt hôm nay giữa chúng ta là những minh chứng sinh động
đề xuất thủ tục, tình bạn cùng lớp, cùng ngày, cùng trường, không hề bị những yếu tố này kia cản trở, chi phối và được. Ngồi cùng Huế, cùng bạn học, cùng mái trường là bình đẳng với nhau, không phân biệt có nọ và kia. Chỉ những người bạn cùng lớp, cùng trường, cùng thầy trò, trang hòa niềm vui, kể chuyện với nhau, không có cách nào xã hội hóa khác. Từ những thế này trên, cho dù cuộc đời trải qua trầm khổ cố, có những người cuộc sống mấy bản, hoặc có những người có sóng gió của cuộc đời, thì chúng ta vẫn cảm thấy lúc đầu tìm đến với nhau, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau, chia sẻ, vui buồn, hoặc tổ chức những buổi gặp mặt ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, nhớ về tình bạn, thời nhất thiếu được những kỷ niệm thân thương. Chúng ta vẫn còn ghi nhớ mãi trong lòng, từ đó chúng ta có thể tạo được điều kiện cho nhau giúp nhau lên những bước đường công tác nữ sinh, tạo tiền đề cho con cháu sau này để với nhau quan tâm đến nhau. Đó không chỉ là những tâm tư trong cuộc sống, đó chính là tình cảm quý giá, cũng là niềm hạnh phúc và tự hào, tình bạn, tình đồng môn. Chúng em tin rằng tình cảm thầy trò, tình bạn sẽ sống mãi trong mỗi chúng ta. Một lần nữa, xin chúc thầy và cô sức khỏe, chúc cho buổi học khóa hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thưa toàn thể các em cựu học sinh trường Trung học phổ thông Tây Hiếu khóa 1999-2000 có mặt trong buổi vui hôm nay. Thưa vị thầy cô, thưa các em, có thể nói thầy được giới thiệu để phát biểu thật ra với tư cách cá nhân, nhưng có lẽ là cùng với cái tấm lòng của các thầy cô có mặt trong ngày hôm nay. Được hết, xin chân thành cảm ơn các em đã tổ chức sự kiện 20 năm ngày trở về với trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, và cùng chính vì vậy các thầy được gặp mặt các em trong cái hội khóa lần này, và đồng thời thầy có một ý nghĩ thế này. Cái điều thứ nhất đó là thì vui mừng bởi vì trường Trung học phổ thông Tây Hiếu với các em chỉ là một khóa 1999-2000, nhưng đến năm nay chính thức ra trường Trung học phổ thông Tây Hiếu đã là 55 năm. Như vậy là cả một quãng đường tương đối dài, bởi vì nói như vậy nhưng mảnh đất Tây Hiếu và cụ thể với các em ở Tây Hiếu, các thầy ngồi với nhau rất tự hào ở chỗ là các em đều là những người rất đẹp, và bây giờ về các thầy thấy các em lại càng đẹp hơn, càng đẹp người, càng đẹp về mọi mặt. Cái đó là đáng tự hào với cái mặt đất Nghĩa Đàm nữa, mặt đất Tây Hiếu của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các em. Thầy xin chúc trong một buổi này, xin chúc bởi vì các em là những người học ở trường Trung học phổ thông Tây Hiếu chỉ có 3 năm so với quãng đời rất ngắn, nhưng 3 năm ở trường các em học với cái kiến thức của các thầy cô dạy rồi, và với kỹ năng sống các em ra trường bây giờ các em rất thành đạt, nhiều em rất thành đạt ở mọi lĩnh vực, và đặc biệt trong cái hội của hôm nay các em ở những vùng đất xa xôi nhưng cũng về tụ hội tại đây
để gặp nhau và gặp các thầy, gọi là tri ân với các thầy cô. Không có gì hơn, thầy chúc các thầy cô đã nghỉ hưu vui vẻ, sức khỏe, an lành, sống hạnh phúc. Xin chúc các em cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Tây Hiếu khoảng 1999-2000, các em đã thành đạt thì càng phấn đấu thành đạt hơn, càng là những người thể hiện học sinh của mảnh đất của trường Trung học phổ thông Tây Hiếu tỏa sáng khắp mọi miền của Tổ quốc và rất thành đạt, và mong các em phấn đấu hơn nữa. Sau một thời gian 5 năm, 10 năm các em lại tụ về đây thì thấy rằng các em khi đó là cứ thành đạt hơn nhiều. Thầy chúc các em đã thành lập gia đình, con cái, và các em chúc gia đình các em luôn hạnh phúc, sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các thầy cô và xin cảm ơn. Ông cha đúng không? Và đặc biệt hơn đó
là cái động lực để chúng ta phấn đấu thành đạt hơn. Có người hôm nay thấy bạn thành đạt, mình quyết chí để lần sau, năm sau, lần sau gặp lại mình sẽ thành đạt như bạn, đúng không ạ? Thì qua đây thì thấy cái buổi gặp mặt lần này là rất là ý nghĩa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các em. Xin được kính chúc các thầy cô luôn vui vẻ và bình an và có nhiều cuộc gặp gỡ như thế này. Rồi xin kính chúc các em là sức khỏe, bình an và vạn sự như ý, thành đạt và gia đình luôn hạnh phúc. Xin chúc buổi lễ chúng ta, hội tụ chúng ta thành công và đẹp. Xin chân cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy Phan Bá Nguyễn và xin mời thầy lưu lại ít phút để trên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay thật lớn đến quý vị đại biểu các anh các chị. Chào cô giáo và các em, và đồng thời cũng là các thầy giáo cô giáo của anh. Xin được xin quý vị bởi vì là anh chỉ trước các em hai quá. Khi các em vào lớp 10 thì anh là lớp 12. Cũng rất vui là một học sinh cũ của trường được về công tác đại trường. Thì hôm nay được gặp lại các em trong cái không khí này, cảm thấy một cái không khí rất là bồi hồi xúc động. Giống như 2 năm trước, các anh chị khóa 98 đã tổ chức cái sự kiện như thế này. Do đây để thiệu hóa thì hôm nay cũng rất là bất ngờ bởi vì lâu lắm rồi cũng khác. Nhưng mà tại giới thiệu đến đây rồi cũng phải cố gắng nâng tay cô. Có thể lâu giờ là hẳn cũng chưa quen rồi, hôm nay cũng còn tiền thì mong thầy cô và các em thông cảm. Cũng thấy cái quan kết của các em rất là đẹp và ý nghĩa. Chắc rằng trong lớp chúng ta, các lớp chúng ta của thiếu thời cũng đã có những cái ánh mắt gửi cho nhau. Thông qua những bức ảnh này thì anh nhớ đến một câu nó may hạt mà chúng không rõ cái hạt như thế nào. Xin nhận công cho ông Toàn là cô Liên Đối, anh cũng nhớ tên cái bài này, nhưng mà thấy cái bức ảnh này và cái quan kẹp này rất ý nghĩa. Trường Trung học Phổ thông Tinh Hiếu, nguyên trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Thái Hòa. Kính thưa thầy Nguyễn Minh Lam, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tinh Hiếu. Kính thưa thầy Phan Bảo Nguyễn, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tinh Hiếu. Kính thưa các toàn thể thầy cô giáo, thưa toàn thể tất cả bạn học sinh trường Trung học Cơ sở Tinh và Trung học Phổ thông Tinh Hiếu khóa 97/2000 thân mến. Ước nguyện thiết tha được tổ chức một buổi gặp mặt các thầy cô giáo thể hiện thế hệ học sinh của trường Trung học Phổ thông Tinh Hiếu khóa 97/2000 xa rời mái trường thân yêu của chúng ta giờ đã trở thành hiện thực. Các thầy cô giáo cùng các bạn cựu học sinh đã mang áo kỷ niệm dưới mái trường mà chúng ta đã học tập và trưởng thành, với biến báo kỷ niệm vui cười nó đùa rộn rã dưới sân trường. Hôm nay với tất cả thầy cô và các bạn cựu học sinh của khóa từ mọi miền của tổ quốc đã trở về đây nhằm ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ dữ dội của một thời có những màn về dự được và có những màn vì nhiều những lý do khác nhau nên chưa về dự được buổi lễ hôm nay. Xong ngày hôm nay tất cả chúng em, những người có của trường Trung học Phổ thông Tây Hiếu đều hướng về trái tim với tình cảm bồi hồi xúc động vỡ òa
và có ít những phút, còn những ít phút nữa thôi chúng ta lại phải chia tay nhau. Chia tay các bạn, chia tay thầy cô, chia tay các lớp thân quen. Ngày mai chúng ta lại trở về với mái ấm gia đình, với bao bận bộn bề lo toan của công việc cuộc sống. Khi chia tay ta nhớ ngày gặp lại, lúc trưởng thành ta nhớ lúc còn thơ. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn đội văn nghệ đã đưa những lời ca tiếng hát thật ý nghĩa, cũng như những lời phát biểu tâm sự của đại diện các thầy cô giáo trong ngày hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày về với thế hệ học sinh trường trung học Tây Hiếu khóa 97-2000 hôm nay. Một lần nữa xin nói lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các quý thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em thành người hôm nay, và kính chúc tất cả các thầy cô giáo đã và đang công tác giảng dạy luôn luôn khỏe mạnh, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Cuối cùng, nhân dịp này, thay mặt ban liên lạc kính chúc tất cả các bạn và gia đình các bạn hạnh phúc, bình an. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những mùa hội khóa lần sau. Xin trân trọng cảm ơn. Và
cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát, lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời.